Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người lao động bắt đầu quan tâm đến chuyện thưởng Tết. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành với quy định mới, đó là thưởng không chỉ bằng tiền mà có thể là tài sản hoặc bằng các hình thức khác. Phóng viên VTC News đã có khảo sát nhỏ với người lao động tại nhiều ngành nghề và vị trí làm việc. Về cơ quan của mình ý, hiện tại thì vẫn thưởng bằng tiền, chưa thưởng bằng hiện vật. Cứ được thưởng nhiều là tốt rồi, tiền hay hiện vật đều tốt cả. Cứ có thưởng là tốt. Lúc nào mình cũng thích thưởng tiền mặt hơn. Ta thưởng Tết bằng hiện vật đấy thì cũng có thể là một số công ty sẽ phù hợp, nhưng mà đối với công ty mình mà thưởng Tết bằng hiện vật thì thật sự là mình cũng không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ được thưởng cái gì chẳng. Có lẽ là thưởng một gói tuyển dụng hoặc một gói banner gì đấy đăng trên website chẳng. Công ty có thể tặng những cái hiện vật mà nó có giá trị kiểu TV, tủ lạnh này kia thì chắc là mình cũng sẽ nhận. Tôi nghĩ là tâm lý chung với người lao động thì họ sẽ thích những phần thưởng bằng tiền hơn. Vì với tiền thì họ thích cái gì thì họ có thể sử dụng cái tiền đó để họ có được. Tuy nhiên hiện vật thì nó cũng có những cái giá trị. Vì tiền có thể bạn tiêu, sau đấy bạn sẽ không nhớ bạn mua món đồ này bằng món tiền gì, nhưng mà khi bạn được thưởng bằng hiện vật thì cái đấy nó sẽ là cái kỷ niệm đi theo các bạn. Thì đối với tôi nó đều có giá trị. Mà có những cái trường hợp là nếu mà doanh nghiệp mà có những cái phần thưởng nhỏ, giá trị không cao về tiền ấy thì có thể quy ra thành hiện vật, thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn so với việc là thưởng một khoản tiền nó không được cao. Đó. Còn đương nhiên là trong những cái trường hợp mà số tiền nó tương đối lớn thì chúng ta cứ thưởng tiền mặt để cho người lao động thích tiêu xài, thích mua cái gì thì mua. Việc thưởng bằng cái gì nó tùy thuộc vào cái sản phẩm và dịch vụ công ty đấy là gì, nó có phù hợp với cả nhân viên mình hay không. Công ty mục đích thưởng là để cho động viên tinh thần nhân viên thì phải tùy thuộc vào cái dịch vụ. Nếu như mà dịch vụ nó phù hợp và nhân viên có thể đón nhận nó thì có thể thưởng, chẳng có vấn đề gì cả. Mọi người đi làm ấy thì đa phần là đều ở tỉnh khác lên ấy, thì nếu mà thưởng bằng hiện vật và những cái hiện vật mà cồng kềnh thì mang về nó sẽ rất là khó khăn, thì thay vì chúng ta cứ thay hết bằng tiền mặt cho nó nhanh gọn. Chắc là thưởng về tiền mặt nó sẽ là phù hợp hơn, bởi vì nó sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu của mỗi cá nhân. Có thể là các bạn ấy sẽ saving, hoặc là các bạn ấy tiết kiệm, hoặc là các bạn ấy sẽ dùng mục đích như là tặng biếu người thân chẳng hạn. Vì bản thân mình thì mình cũng muốn là có một khoản tiền mặt để mình có thể tiết kiệm được một khoản nào đấy để phục vụ cho những cái tương lai của mình sau này. Thực ra là về mặt chính sách thì tôi cho rằng là cũng là một phương án mở cho doanh nghiệp. Và mình cũng cần phải nhìn nhận thực tế là cái câu chuyện thưởng Tết là câu chuyện không bắt buộc trong bộ luật, và tùy vào đặc thù và cái hiệu quả kinh doanh của mỗi công ty thì sẽ quyết định thưởng Tết là như thế nào, ít tiền hay nhiều tiền, hay thậm chí là bằng hiện vật hay là bằng tinh thần, thì cái đó là tùy năng lực của từng công ty và hoạt động kinh doanh của họ nữa. Và mình cần nhìn vào bản chất của cái việc thưởng Tết là gì, là để khích lệ, động viên, là ghi nhận nhân viên sau một năm nỗ lực cống hiến, và cũng là một cái động lực để cho nhân viên có thể gắn bó với công ty trong thời gian tới. Vậy thì câu chuyện nó không nằm ở cái chỗ là tặng hiện vật hay là bằng tiền, mà làm thế nào qua cái thưởng Tết, qua cái món quà đó thì nhân viên sẽ cảm thấy là gắn bó và mong muốn làm việc với công ty lâu dài hơn. Thì điều đó với tôi là quan trọng hơn rất là nhiều.